Xin chào các bố các mẹ. Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày 1 tháng 6 rồi. Các bố các mẹ đã chọn được món quà gì cho bé yêu nhà mình chưa nhỉ? Ngày hôm nay Vimax sẽ giới thiệu với các bố mẹ một món quà hết sức đặc biệt. Một bộ sản phẩm mới ra mắt tại Vimax được mang tên Chiếc hộp thần kỳ. Tại sao món quà này được mang tên Chiếc hộp thần kỳ? Bởi chiếc hộp này giúp cho các bé vừa học vừa chơi vừa học, thỏa sức sáng tạo để làm ra các món ăn ngon. Ngoài ra, với chiếc hộp thần kỳ này, các bé sẽ rèn luyện thêm việc yêu bếp này, rèn luyện tính khéo léo, cẩn thận trong mọi hoạt động gia đình và tránh xa được các thiết bị điện tử nữa. Ngoài ra thì với chiếc hộp thần kỳ, gia đình mình sẽ càng thêm gắn kết hơn khi cùng nhau vào bếp, cùng nhau vui chơi và cùng nhau khám phá chiếc hộp thần kỳ này mọi người nhé. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau khám phá chiếc hộp thần kỳ này nhé. Đầu tiên, bao bì của sản phẩm với màu sắc và hình thù rất bắt mắt và sinh động, chắc chắn các bé sẽ thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng mở chiếc hộp này ra mọi người nhé. Để xem bên trong hộp này có gì nào. Mọi người có hộp không ạ? 1, 2, 3. Wow. Bên trong chiếc hộp này có rất nhiều thứ và chúng ta sẽ khám phá từng món đồ một nhé. Đầu tiên thì chúng ta có một tờ hướng dẫn cách chơi. Với tờ hướng dẫn cách chơi này, chúng ta sẽ có các thử thách ở bên trong này. Ở trong đây có 3 thử thách tương ứng với 3 món ăn mà các bé có thể làm được. Chúng ta sẽ cùng đi từ thử thách một mọi người nhé. Đầu tiên là món kem đá. Chúng ta với món kem đá thì chúng ta sẽ có gì nhỉ? Chúng ta sẽ có một hộp được làm kem đá này. Đó. Tiếp theo là sẽ có sữa tươi. Và dụng cụ thì chúng ta có phới lồng và có những chiếc khuôn mento rất là xinh xắn. Thế này các bé có thể làm được rất nhiều hình thù đáng yêu mọi người nhé. Ta và chúng ta đã xong được món kem đá rồi. Tiếp theo sẽ là món thứ hai nhé. Món thứ hai đó chính là món bánh flan. Để làm được món bánh flan này, về nguyên liệu thì chúng ta có một hộp để làm bánh flan. Tiếp theo là chúng ta sẽ có đường này. Đó. Những hũ đường rất là xinh xắn và được Vimax nên rất là cẩn thận. Và đối với về dụng cụ thì chúng ta vẫn sử dụng mỏ phới lồng và những chiếc khuôn bento như thế này để có thể làm được bánh flan. Với chiếc khuôn bento này các bé lưu ý, chúng ta sẽ mở ra sẽ được hai mình như này và một bên chúng ta sẽ làm canh đá và một bên sẽ làm bánh flan nhé. Và thử thách thứ ba đó chính là làm kẹo chip chip. Để làm được kẹo chip chip thì chúng ta sẽ có những nguyên liệu sau đây. Đầu tiên là pectin để có thể tạo đông cho một chip này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có siro. Ở đây thì chúng ta có 3 loại siro với 3 hương vị khác nhau này. Có việt quất này, có siro cam và siro dâu này. Đó, chúng ta sẽ làm được 3 món chip với 3 hương vị khác nhau nhé. Còn về dụng cụ thì chúng ta sẽ có một chiếc khuôn kẹo chip chip như thế này, rất là đáng yêu nhé. Và một cái cây để chúng ta có thể cất những cái hương vị chúng ta để làm kẹo chip chip này. Ngoài ra thì trong bộ sản phẩm này thì có thêm một món kẹo nữa, một món kẹo thì các bé có thể ăn cũng tức trong lúc mà chúng ta làm các món ăn này nhé. Đó. Và sau khi hoàn thành 3 cái thử thách này thì sao nhỉ? Chúng ta sẽ có những cái sticker để dán vào một cái tờ giấy chứng nhận. Đó, đây là một cái giấy chứng nhận như là bằng khen để cho các bé có được một cái giấy khen là đầu bếp tài ba sau khi hoàn thành các thử thách này để chúng ta có thể treo ở trong nhà và để ngắm khi mà chúng ta xem lại nhé. Các mẹ lưu ý, ở trong cái tờ giấy khen này chúng ta có 3 cái ô như thế này tương ứng với 3 cái sticker Vimax đã cung cấp ở đây này. Sau khi các bé hoàn thành được một món ăn thì các bạn hãy đưa cho các bé để dán những cái sticker này để hoàn thành 3 cái thử thách này nhé. Ta-da! Và chúng ta đã khám phá xong chiếc hộp thần kỳ rồi. Hiện tại chiếc hộp này đang được bán tại tất cả các điểm bán hệ thống Vimax trên toàn quốc. Chúng ta có thể đặt hàng qua website vimax.vn này hoặc liên hệ đến hotline 1900 636 546 hoặc qua tất cả các điểm cửa hàng của Vimax để đặt mua bộ sản phẩm. 50 bộ đầu tiên đặt hàng nhanh qua bài post này thì sẽ được giảm 20k trên bộ. Nên các bạn nhanh tay đặt hàng ngay nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong clip sau của Vimax. Bye bye.